Ông đâu rồi? Sếp đang ở nhà, bảo tôi qua đón anh. Mình đi luôn chứ. Sao không đến đây? Sếp đang định đến thì lại có khách, bảo tôi qua đón anh qua nhà riêng cho tiện. Ok, đi. Này, có cần phải gọi về nhà không nhở? Cứ bảo nêu đã, gì gọi sau. Ok. Sao đi xa vậy? Nhà sếp hơi xa, chờ chút đi, sắp tới nơi rồi. Đây là đâu vậy? Chết em ơi, dứt người rồi em ơi. Tất cả đừng im, công an đây. Anh ơi, chúng nó biết trước thằng Toán rồi anh ạ. Chào Thứ trưởng ạ. Tài xế taxi đâu? Dạ đây ạ. Lấy lời khai thật kỹ cho tôi. Rồi. Anh Hà. Có. Việc đấu súng là thế nào? Dạ, tôi tính báo cáo anh sau. Tại sao lại phải báo cáo sau? Dạ, chuyện khá dài dòng. Số là các trinh sát phát hiện ra một đối tượng có ngoại hình tương đối giống Toàn Khỉ Đốm. Tôi cho tiến hành xác minh làm rõ. Buổi tối các trinh sát phát hiện đối tượng ra ngoài và bám theo. Rồi sự việc xảy ra như thế này.